Vâng, sở nội cô chúng em xin kính chào tất cả các quý khách. Trước mắt các bác là một bộ bàn ghế phòng khách mẫu hoàng gia Nuit. Bộ gồm 6 món như các bác nhé. Một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một đôn ngồi. Đầu tiên em xin giới thiệu chiếc đoạn dài của bộ bàn ghế. Hàng trương là em làm trương liền như các bác nhé. Trương liền dày 10 phân, đục hai mặt, cực kỳ là dày dặn và chắc chắn. Đây, như các bác nhìn đấy. Đẹp. Trước, đằng sau đẹp như đằng trước. Vách này em đục qua dây để trơn. Các bác lau chùi rất là dễ dàng. Và kích thước chiều dài của đoàn nó phủ bì 2m6. Chân 4 chân trước và 4 chân sau. Toàn bộ em làm tay đặc chân 12. Tay 12 đặc nguyên khối đây. 3 tầng cổ chỉ, khuôn tranh 4 ván 2 phân nhé các bác nhé. Làm khuôn 4 ván 2. Cực kỳ là dài, các bác dùng yên tâm. Tiếp tiếp là chiếc hai chiếc ghế đơn nhé các bác nhé. Hai chiếc ghế đơn cùng kích thước là rộng 1m15, cao 1m35. Toàn bộ tay đặc nguyên khối, để các bác dùng yên tâm luôn. Hàng của toàn bộ khuôn tranh 4 ván 2 phân này. Kế tiếp là chiếc bàn lớn với kích thước dài 1m57, rộng 81 đây. Mặt bàn em có đục hoa tây và có ngăn kéo để đồ cho các bác nhé. Có tặng cho các bác kính bàn và kính đôn. Đôn thì rộng 80, dài 80, rộng 40 và đôn ngồi 40 x 40. Toàn bộ hàng khuôn tranh 4 ván 2 phân. Các bác dùng hàng này thì yên tâm, không ngò con vân đính tẻ nhé. Bảo hành cho các bác 20 năm công vay 11. Đây, đằng sau rất là đẹp. Các bác nào đang yêu thích hoặc tìm đồ gỗ nội thất uy tín thì có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em. Số điện thoại 0961263533. Sở em tại làng nghề đồ gỗ Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội nhé các bác nhé. Ở gần thì có thể trực tiếp sở em tham quan giao lưu đặt hàng. Xa cái lối Zalo 0961263533. Trao đổi kỹ càng, rõ ràng trước khi các bác nhận hàng nhé các bác nhé. Bộ hoàng gia này đang cực kỳ là bán chạy trong thời gian vừa qua nhé, bên xưởng đồ gỗ bên em. Đấy, cảm ơn tất cả các khách đã vào theo dõi buổi video của em nhé. Mong các bác cho em được like, được chia sẻ, đăng ký kênh. Bên em có động lực để phát triển cơ sở mình hơn nữa, phục vụ tất cả mọi người được chu đáo, tiện toàn hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các quý khách.